chắc thế này. Cái này được kêu xã con rụt cột. Rụt cột là tiếng Minh, tiếng Khơ Me. Có hai đứa nhỏ nhìn nó theo. Cái này là một lúa giống đã xả khô. Ủa bố áp liếng mấy tay? Đi theo mọi người mà tặng những chân hai đứa nhỏ. Bên đó là cái trường làm con tâm tàn nắng. Hai chị em rủ nha, rủ nhau răng ra ngoài ruộng ngồi coi mấy cày. Người ta làm xong người ta cài bữa rồi.
đi xe đạp điện. Lúa mới
vậy nè. Lúa này khoảng 2 tháng, 2 tháng rưỡi thôi mới, mới chín. Tiếng ve sầu nó kêu đây, tiếng ve sầu ve cũng nhiều.